Đó giờ anh Tư cũng chưa ăn. Chưa. Này cũng ăn một bộ phận năm nào cũng ăn, nhớ nhiều lắm, lúc anh tài thôi, lấy gì làm về đi. Như món canh chua mặn hả? Canh chua mặn canh măng mặn đâu quê, canh măng mặn cái sạch mình quê, để em thử cái nó còn chậm hồi nãy em chưa thử. Có lý rồi, đúng rồi đó. Tôm luôn đi chị hai. Không phải xin dễ à. Trọng luôn không? Trọng luôn đi. Trọng luôn đi. Trọng lên. Quá vậy. Nó cao quá hai không được. Cao có nhiêu phần mà bữa nay hai bữa nay nó già. Vô cả nhà luôn, vô cả nhà dùng cái anh em mình về liên sự đấy với con xoài lúc khô, bún bò khô, con cá lóc với ba gỗ luộc. Đẹp, tôi biết đấy. Bố ơi, em lo cái mắm mè nè. Đó giờ chưa biết luôn. Mắm mè bên đây nè. Xài mà nó búp búp kìa, ngon lắm. Nó chỉ ngon lúc mà nó như bữa đó đó, bữa mình ngồi ngồi trên nhà mà nói để hái hái cách như cái canh kia rồi hái còn nó nghèo lắm. Thôi già già bữa đó ăn được không? Bữa đó ăn này nó cũng còn không, cái trái mới gà mới ngon. Lúc mới đầu ra, lúc mới đầu ra, lúc đầu ra nó còn cái trái ngòi chua chát chát. Không có đâu anh, 27 trứng bánh á. Bạn xài của ta đâu được hai. Này cho mấy bà ăn. Ờ, mình ăn. Sản là mình mới ăn đúng không? Ai biết ăn không? Ai biết ăn? Có đầu đó là giờ có ai đâu ăn? Là tôi mới ăn đầu tiên, tôi mới biết rồi. Đó là nói chung bông xài nhà của mình đó, anh Tư nên mới ăn được thôi, với bông xài của người ta đâu dám ăn đâu. Thường thì thấy bông xà đâu là bông xà đâu đó. Bông xà đâu mà nói làm chi? Trước á biết ăn nhưng mà không biết mà người ta không có làm. Rồi lúc đó em mới bày ra. Bắt đầu cũng không có là bóp chung với khô, nhưng mà ngắt xuống, cặp xuống nó khô cặp ăn thôi chứ chưa có đi trộn, chưa trộn như vậy. Trộn thì nó đậm đà hơn cái mình ăn cái kia. Chứ hồi đó tôi thấy trộn nó đậm đặc hơn. Tôi có ăn đặc là lá Sài Gòn mình ăn, là chấm với cá kho mình ăn. Đây gấp tới mà, giờ cái lẩu nó là anh ăn trước đi. Bạn vô gió ở cái chờ nó đã vô cái đồ giận lạnh của ba. Mà nào vô cái ăn đọt mình bát. Đúng lẩu không? Đồ con đát mình đây nè. Nó cái bình thường. Mắm mặn riêng nó ngon nè, sao ngon. Đồ đát ngon dữ dằn. Chờ tôi đi đát lên bè cái lát sủ nè, kê lầu nè, lột nó chấm cái kho ngon lắm. Đát đầy tháng ở trong núi Đức Huy á. Cái ông bạn ông ở trên núi, ông có bị đát đầy tháng xuống mẹ. Một bó như nào mà bò trên nó nóng một bữa không ạ? Không nói là nào giờ anh có ăn bình bát nhúng lẩu không chứ nó chưa. Rồi đúng rồi. Nó nấu canh vẫn ăn được mà.
mình đổ canh ngọt nữa, canh nó ngon, nó giòn, giống như nó giòn ăn nó mà cái cọng của nó hái nó không được dài, nó gan khúc gì là ở trong nó già, già ở trong nó già, qua mười dặm già rồi lại nó tới trong nó còn non nữa, đúng canh ăn ngon, nó thì ăn được mà cái cọng bìm bìm á, bìm bìm là nó có cát, anh luộc này nó có hộp cát, cái đọt mình tát là đúng canh ăn ngon, nó luộc với chắc cát vô. Để đỡ vui chơi chơi vậy, đặt cho cái chuột mà chặt nguyên cái dầm mướp, cái đồ cái này mới ngon này, thèm cái bông mướp á, cái bông cái bông mướp á, sau này con cái sạc nấu canh mặn mặn, như là do ta xin cái đủ đó là ở cái tờ của bạn, chúa tôi chồng để tôi đâu có bán đâu, ăn cũng bẻ ăn, còn cái dầm mướp nó tốt, dầm mướp nó cắt hàng gạo được học. Không có gì ngọt bằng mướp. Qua buổi sau dọn ra chợ về bên này mua cò xào mướp. Hai bữa gà, mua gà. Mua cò rán á. Anh xào mướp mới ngon lắm. Cò đỏ. Đỏ. Nào gà có rảnh không? Lẩu mình nhóc. Dưới này nè, trong này ăn nó được không? Trong này biết sao nó nước nó chảy ăn được. Dưới này nó có hai ba cái hầm lạnh khô. Nó bu lại nhiều lắm. Mà chưa có thời gian đi. Bữa nào đi làm vài chục cái có thời gian đâu có lăn em mệt văng với hầm thì sao mà nó chuối tao đi ấy đầu cái nó dính lên đâu mà bự dữ trời cái đồ ngọc cái lăn thịt dần tư ha giả cáo đằng màu lớn em mua hôm này có lấy anh tư bỏ nữa vô một tặng nhúng lên gai vô cũng được đấy không mà nhúng vô là cũng đó chín sớm quá không ngắt cái lá nhảy nó gầy một chút mỗi gầy nóng đau tặng cũng nhiều quá đúng rồi ho chị ho tốt nó già bữa nay không gà nắng nó già cái đó mà sớ lên để phần đá nó lớn mình đi không ăn hết đợt rồi dài nát nuốt vô nó lá lớn lớn lên ăn nó thì nó mau bắt nó lắm trồng mấy hầu có nước nâu đầy đủ là dễ sống sống bà đang nói trồng cái loại nhà tôi trồng cái loại lá lớn á loại của nó củ thái cái gì đó ăn đáng ghét à không gần đâu nó không gần đáng ghét đạm này đó ờ nó đạm nó bự lá cái loại có loại lá nó tốt lá bự lắm nó đó kỳ luôn á, nó không định ăn được lá hay lá thôi chứ ăn nhiều quá nó đắng, nó nhẵn, để vô nồi chua nó nhẵn. Bởi vì không có bắt mình chứ. Bởi vì cao tạng nó chỉ tạm thời thôi chứ nó cũng không đặc trị là để ho. Chỉ cái lá sống đời á, lá sống đời chứ mất tiêu luôn. Còn nhưng mà mình không. Không trồng nữa, nó trong đời nó ăn với muối, ăn muối không nó là đặc trị. Bật rạng lên tới. Khó vô nó quốc tận. Nhấp chừng. Đầu tiên. Nó dễ sống không? Đó là bẻ cái muối. Ho ho bẻ. Bưng nồi cơm luôn không? Chiếu ơi. Nồi cơm đó. Bữa qua đây ăn luôn nè, vô. Ăn mạnh mạnh đi. Cái này còn để là ăn được. Mình đó để hôm qua mà ngán. Đúng rồi.
Rồi ra là dài một hoài. Hai buổi. Được chi? Tết mà đâu có đi thất bại cả dài. Trời, dễ gì tình. Tết là đủ mấy cái luật, chỉ có cái nhậu. Nhưng hồi đó là có chơi bài đàn gà không? Tết là một lần một pha rồi được có chứ. Đó chơi chơi vui lắm. Đi đụng vào đó xanh sữa được. Là cũng cho chơi được 3 ngày Tết. Mình đây mắc dưới bóng, mắc phòng chảo chứ. Giờ bắt quá bắt. Quá tệ nạn rồi nó bắt. Chứ hồi đó nhớ. Đó là chơi 3 ngày xanh sữa. Bài như là mấy ngày là xa xa là một tụ bài nhất là lợi quân. Đổ lên là bước động một Tết rồi cho chơi 3 ngày. Ta chơi chơi luôn. Đấy cũng là không cánh dưới rồi. Nhiều thằng giờ chơi sát phạt quá. Chơi quá sát phạt rồi nó cấm sợ tai nạn. Kẻ ăn thì đỡ một kẻ thua phá thấy. Rồi mà nhậu đâu có dám chạy đâu. Nhậu đâu là đồ ngủ đó đó. Cái thằng giờ giao thông quá là. Là rồi nhậu với ông anh ấy không bằng anh nữa. Nó để mấy công thành giao thông hơn. Cũng làm việc bên giao thông thì cũng nói vậy, nói vậy chứ nói chứ cũng có mình trong bộ chính trị ví dụ mấy ngày đó thì cũng được tăng chút xíu thì cũng phải từng tra cho đúng, đúng rồi mấy thằng tuổi trẻ nếu mà đụng mà xả cản nó chạy nó lạng lách thì tai nạn nhiều tai nạn nhiều chứ nói chung là độ nó quyết tâm bắt thì ông nội cha tôi vậy năm nay mà cũng ít chứ. Vậy nó mệt thế không? À, không đó. Tại ông chưa nghe đại. Nó không chết nhiều lắm. Tại khu mình em có. Khu mình có. Nhan mình anh mệt luôn. 7-8 triệu, mấy triệu rồi. Đâu dám, đâu dám. Chính mình ngồi đủ mà mình nhậu chung với nè. Nó đủ bữa nay nè. Ủa đây là ngủ đây luôn nè. Cái xuôi ở đâu nè. Đúng rồi. Tầm cái nó gặp của nó khó mà. Mà nói chung mà nói đi cái tết nhất này là mới ra đường mà ai không nhậu đúng rồi kiểu bắt ông nội cha luôn có bà thấy kệ là chập tiền trước thôi mà chập tiền không cái bữa mà hôm cháu phi á, hôm cháu phi mà của phụ dư á, ông Bình, ông Bình ông nhậu không? Uống là lúc lúc sau ông với ông ba đồng gì hết là ảnh vô uống đâu tôi nói gì đó tôi cũng chuyện tôi đi ra ngoài, thế mấy anh về nào tôi cũng hay, thì đỡ nó gì trước, cái gì trước cái giúp tôi cũng về trước nữa, đỡ gì trước cái bắt đầu nó bài ra dùng cái bài quánh phe Nam Cường người này với phe Nam mà lại này chơi làm cái thua quá quạo wow. Xong quánh lộn quánh ông sùng quá vậy giúp không giúp đỡ với phe Nam Cường phe cũng cường quánh đã lạc quạo luôn rồi quánh quạo quánh về còn là giờ đó mà buộc cái phòng mi cái em cái em nói quánh thua quá quạo vậy đó là rồi đậu bài đậu cái bộ bài mới đỡ nó lấy chậm á đồ chữ mà thấy cái đó vụ đó thì không sao đi cái